Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, tôi đang trên đường tôi đi về các bạn ạ. Tôi lại gặp các nghiện nhân trẻ ở đây anh em nhé. Ui giời ơi. Xin chào các nghiện nhân trẻ. Anh thấy con diều đẹp quá. Cho anh gọi là chiêm ngưỡng con diều này một tí. Ai dạ? Dây là sử dụng dây amicom nha anh em nhé. Amico. Ê, kéo cả tay luôn. Trời. Các bạn này gọi là tuyệt vời luôn đấy. Anh em ơi, và hiện tại tôi đang có mặt cạnh các nghệ nhân trẻ đây. Ông chủ diều ấy. Chủ diều đâu ấy? Đây. Thằng diều mặt như chúa. Một con diều ngỡ là chê anh em mà thế nhưng không phải. Nó là bằng cáp quang anh em nhá. Và ngày hôm nay tôi mới được chiêm ngưỡng những con diều cáp quang khâu liền. Nó là như thế này anh em ạ. À. Táp vai. Cái này vai em dán keo à? Vai trước là dán vải. Buộc dây nhỏ keo 52. Cái này mình bảo tại sao cáp quang nó yếu thế mà diều lại lên được. Cái này có những con nó rất cứng, hóa ra là như thế này các bạn ạ. Đây này. Ở đây anh em có thể xem kỹ ở đây nhá. Là 4 cái sợi cáp quang luôn. Các cậu ấy làm vai thì là kiểu 4 cái sợi này ấy thì là cái sợi cuối cùng nó sẽ rất ngắn, nó chỉ tầm này thôi. Nó yếu thì anh em táp đến cái đoạn mà nó cong cong này này. Đấy. Là thôi là không táp nữa, để cái đoạn đầu nó còn cong cong. Một quả cái này nó gọi siêu phẩm anh em nhá. Siêu phẩm hàng đẳng cấp, hàng siêu nhẹ gió. Này bà diều đang khớp cơ nha. Nhưng con này nó quá nhẹ luôn các bạn. Đuôi để gọi là không giống đâu. Anh em ơi, cái quả này như lấy là tôi nói cho anh em biết rồi đấy, là cái cách làm là như vậy. Và cái đuôi để quá là xa luôn. Thế là trước cá bẹn. À, trước là cá bẹn à. À, thế là cái bẹn nó ở đây đúng không? Trước là cá bẹn anh em ạ. Thế sau đó là bỏ bẹn đi để chơi đuôi cá các bạn nhá. Cái này người ta gọi là khâu. Như ở chỗ tôi thì cái này người ta gọi là khâu kiểu lòng mo anh em ạ. Để đựng gió, thì diều người ta lướt gió, nhưng con này đựng gió. Anh em nhìn tôi thả con này nhá, cực kỳ là nhẹ nhàng nhá này. Đấy. Một tay luôn này. Anh em thấy chưa? Đấy, lên này. Hơn 100 gram là gọi là hơn một lạng các bạn ạ. Nhầm. Lại cứ tưởng trăm thôi. Trăm lạng. Tuyệt vời luôn. Con này rất là nhẹ gió, con này cậu chủ đây đi. Nó ở đây có cú bê này. Cậu chủ đây tổng chi phí làm con diều đấy hết bao nhiêu tiền em? 90.000 anh em ạ. Một con diều chỉ hết 90.000 thôi. Túi bóng này có phải mua hay túi bóng nhà? Túi bóng này cũng phải đi mua luôn. Thế là tổng mới là 90.000 các bạn nhá. Hết có 90.000 thôi, đã được con diều ăn nèo giữa này anh em nhìn này. Anh thấy nó ở giữa mà. À chỉ ngại rồi à. À, các em ở đây chơi diều được bao nhiêu lâu rồi? Em bỏ lâu rồi nhưng mà lại chơi lại. À bỏ rồi nhưng mà lại chơi lại. Trước là chơi lớp 4. Chỗ nào đấy này anh Khoa? Tổng chi phí làm con này hết có 90.000 thôi nhá anh em nhá. Và bao gió luôn rồi, bao lốc xoáy luôn chứ. Phải không em? Có bao giờ thả hai cánh nó chạm vào nhau chưa? À có một lần hai cánh chạm nhau rồi. Cáp quang anh em ạ. Để khoảng cách đuôi như này khả năng là cõng sáo nặng hơn hay sao anh em ạ. Đấy. Con này em làm trong vòng khoảng bao nhiêu lâu nếu mà tổng được gọi là cả nẹp khung các thứ? Đến một ngày không? Nửa ngày thôi à? Nửa ngày là xong rồi nhá anh em nhá. Quá đẹp luôn. Làm gì cứ phải diều tiền triệu mấy chục triệu anh em. 90.000 vẫn là khắp bầu trời nhá anh em nhá. À, lên bình thường. Tiêu cắm giáo này. Buộc rất chắc chắn luôn. Con này gọi là hàng siêu phẩm anh em nhá. Con này chắc không phải đâm lấy, mình thấy nó cậu định đâm. Thế nhưng con này hớt tay là lên thôi. Đơn giản thôi, giải dây đi em, anh hớt thôi. Sau đây tôi sẽ cho anh em chiêm ngưỡng cái quả thả diều nhẹ nhàng nhất có thể của tôi nhé. Tay kéo được rồi. Anh có thể khả năng là phải đi ra đằng sau. Ở đấy xong rồi, vòng ra đằng sau nhé. Anh em này, lên này. Thấy chưa?
Sao hôm nay không lắp sáo vào? Chỉ bằng một vài đường cơ bản thôi nhá các bạn nhá. Chỉ bằng một vài đường cơ bản thôi là con diều đã lên rồi này. Anh em thấy chưa? Quá dễ lên luôn này. Dây ở dây cước xanh, dây cước ngọc ấy, anh em nhìn thấy không? Mối nối rất đẹp luôn nhá. Cái này mà nó chặt vào đâu thì ôi trời luôn. Đầu tư ra là với cái số vốn là 90.000. Đấy. 90.000 và làm một cái con diều trong vòng nửa ngày. Quá là đẹp luôn anh em ạ. Cõng sáo 100g. Anh em thấy chết rồi. Đấy. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Quay mẹ lên đỉnh đầu luôn này anh em nhìn này. Đỉnh đầu luôn. Wow, con vượt quá đầu rồi. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Em làm con diều này thì em có học ai không? Có nhìn ai học ai không? Hay là mình tự mua đồ về, mình tự mày mò làm. Tự mua đồ về mày mò làm nhé các bạn nhé. Phải nói là quá quá giỏi luôn. Nào, giải dây đi. Giải khá đấy. Không biết quay. À, ờ đúng rồi, không biết quay là gì luôn anh em ạ. Chưa thấy là không biết quay là cái gì luôn. Nó hiện tại đang có những cơn khá là to. Nào, mình sẽ chạy bắt cho nó có quay không nhá, anh em nhìn nhá. Ui trời ơi. Cho anh em xem lại nhá. Ui, tuyệt vời luôn. Tung cong xuống. Đâu rồi? Ui anh em thấy nó đang kêu không? Hoặc quay nhá. Ôi rồi thôi. Đứt rồi. Đứt rồi. Ôi đứt rồi. Đâu rồi? Đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi. Ôi đứt rồi. Đang vui. Đang vui thì như rồi. Dây yếu quá anh em ạ. Dây yếu quá. Đứt luôn này. Anh em thấy không? Đứt luôn nhá. Đây đuối quá anh em ạ. Ok nào. Cảm ơn anh em. Thôi mình đi về. Nói chung từ hôm qua đến giờ mình phá của nhiều anh em quá rồi. Nào thì rách cửa rồi đến con này đứt. Ngại quá anh em ạ. Thôi đi về thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhé. Anh em nào cảm thấy video của mình hay thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhé.